Bến Thành Audio Video hân hạnh giới thiệu kịch bản cải lương hài Biển Tình, tác giả Nguyễn Liêu Cồn Vũ, với sự góp mặt của các nghệ sĩ và danh hài nổi tiếng hiện nay: Kim Tử Long, Thanh Thủy, Thanh Hằng, Bảo Quốc, Duy Phương và Bảo Trung. Biên tập Anh Kiệt, dàn dựng Thành Chiến, Tân Nhạc, Thái An, Cổ Nhạc, Văn Hải, Thanh Liêm, Phi Long. Âm thanh nhạc sĩ Trần Thanh Tùng. Thần tới cứu bộ nè. Ai vậy? Đại tướng Tôn Hùng đâu phải không? Xin bệ hạ cho thần được biết điều chi mà làm cho bệ hạ quan tâm rồi bệ hạ la sảng vậy? Cảm thấy mấy bữa nay không hiểu gì sao đất đai dưới này rung chuyển dữ quá, cho nên là tham mưu trưởng lực lượng binh tôm Tứ Ca Khanh phải lưu ý việc này. Coi chừng biết đâu ở dưới địa phủ họ cho đặc công đục đất trồi lên để đánh núp ta đó. Không sao đâu bệ hạ, đừng lo. Hạ thần đã ra lệnh cho mấy trăm con rồng biển nó theo, thế mà thấy bất cứ cái chỗ nào có khe hở thì lập tức rút nước biển xuống cho nó tràn ngập hết, thì làm sao mà tụi nó lên được. Như vậy thì bởi do đâu mấy lúc này nền thủy đình nó cứ rung rinh khiến lòng trầm đầy âu lo. Thiên nhân đời rất lạ lùng, người dương trần ghét bỏ gì ta mà họ thèm kêu nhau ra biển đồng. Làm gì ạ? Đùa nhau lấy quan lấy người đầm sâu xuống đây, cho nên đất đai dựng người này lùng lại quá tài. Ôi mới nghe qua cái đá hải hùng, mắc mớ gì mà nó khoan lung tung, rủi sập nhà của ta sao đây? Vậy khanh mau tiếp giải bài, sự việc này xảy ra từ lâu, sao mà không trình để cho ta đi được này? Tổng Thanh Quân sao nói? Cuối xin Thanh mở lòng bao dung thứ tha, bởi cho chắc ăn nên thần còn đang kiểm tra. Kiểm tra cái gì nữa mà kiểm tra? Theo dõi là lúc đầu họ mới dừng quân hạ trại kìa, chứ để nó khoan gần sập cái đền đài cung điện như này rồi còn kiểm tra cái khí khô gì nữa? Khanh làm ăn bị bôi qua coi chừng mất vợ đó em. Dạ, xin bệ hạ thương tình, đừng làm cho mộng lòng của hạ thần phải tan vỡ. Dạ bệ hạ đừng lo, thần chưa có ra tay là muốn để xem thử hỏi dùng khoan đục bởi mục đích gì, mình phải để đối thủ mới được chứ, thì việc khử trừ kết quả mới khả quan. Thôi, đừng có tự phụ khoe khoang, đợi tới chừng biết được những mưu toan thì chắc là chẳng phải sống lang thang trong động trong hang cực khổ vô cùng. Ôi chỉ tưởng tượng mà ta đã thấy phát run. Dạ muôn tâu. Không có tâu rồi cái gì nữa. Ủa sao vậy? Nếu muốn được vợ thì phải đối công chuộc tội. Dạ. Phải gom toàn lực lượng binh tôm tướng ca lên cho nó đánh cho một trận để họ hiểu thế nào là lễ độ. Muốn tâu nhạc phủ. Chưa hả? Cái đó thì chưa khoan hả? Thì hãy đợi đây. Trời ơi, chừng nào chiến thắng thì sẽ tính sao. Dạ muốn tâu bệ hạ,
để được cùng công chúa nên duyên chồng vợ. Dù thân của hạ thần phải lao vào dầu sôi lửa đỏ, thần cũng chịu chơi mà. Đừng có dại dột, lao vô trong đó là chi. Như tôm sao? Mà gặp lửa nó mau chín lắm. Bộ muốn thành tôm càng nướng hả? Dạ không sao. Thần xuôi đệ tử nó lao vào, thần đứng ngoài ra lệnh mà. Hiểu à? Dạ. Như vậy nắm về chiến thuật thi quân đâu phải không? Yeah. Không có được đâu. Như vậy hao tốn lắm. Dặn dò tụi nó có đánh thì đánh, nhưng hãy thấy lửa thì phải tránh ra xa, chứ đừng có sáp lại gần mà thành mồi nhậu hết đó, nghe không? Dạ. À, hay là như vậy nè. Sao? Thần sẽ điều khiển binh tôm tướng cá quậy cho biển động nổi sóng, cùng đám rồng ở trên không á nổi cuồng phong tạo trong trận bão táp cấp 15 cho tụi nó tiêu tan hết chứ quách luôn. Hãy đúng. Cái đó mới là tuyệt chiêu đó. Dạ. Vậy tập hợp lực lượng lên đường cho số. Dạ. Sau khúc khải hoàn ca ta sẽ ký hợp đồng. Tổ dân khoan, nhớ đem theo quân sư rùa để chỉ đạo chung nghe chưa? Chậm tâu bệ hạ không có được đâu. Sao vậy? Cái ông quân sư rùa này đó, ổng tướng đi chậm chạp lắm. Đem không theo làm không kế hoạch của mình hết trơn cái trọi à. Bởi mình đánh mà đánh theo kiểu chiến thực mà tốc hành mà. Ta nói cho nghe, tuy chậm chạp nhưng ổng là người đa mưu túc trí, có ổng theo mới chắc ăn. Để khắc phục cái nhược điểm chậm như rùa, mình có lực lượng kình ngư chở ổng thì có khó gì đâu. Xin tuân lệnh, khởi ba quân tướng sĩ loan toàn lực lượng theo ta nhắm biển đông chật chẽ. Xôm xôm, động binh coi cũng xôm tụ, nhưng không biết có đánh lại không đây nữa. Nhưng nếu mình là vua mà không giữ lời hứa với quần thần gả công chúa thì mất uy tín đó. Phải thuyết phục con nhỏ này mới được. Quân hầu, mau dời công chúa đến đây cho ta giải việc nha. Dạ, muôn tâu phụ vương có con ứng hầu. Phụ vương miễn lễ, con hay bình thân. Này công chúa con, con hãy ngồi kế cận đây để nghe phụ vương bàn bạc vấn đề hễ trọng nè. Phụ vương, phụ vương nói gì thì nói, xin đừng đề cập đến những việc có liên quan đến đại tướng Tôm Hùm. Con không có thèm nghe đâu. Con không thèm ưng cái ông Tôm Hùm đó đâu. Phụ vương, phụ vương có thương thì phụ vương ưng ổng đi à. Trời đất ơi trời. Chứ phụ vương nghĩ coi, con là một giai nhân yêu kiều diễm lệ, rực rỡ sắc màu như dải san hô dưới nắng, thì làm sao có thể ưng cái ông Tôm Hùm, vì ông chẳng đẹp trai. Tướng tá thì thô cợt khó coi, lại thêm cái lưng cong vòng, kiểu gì nói năng thì bầm trợn, không hào quá lịch sự. Chỉ có cái tài đánh lộn mà thôi, chứ chẳng biết ra lăng dây đàn bà. Vậy đó. Nên nếu có chồng mà như thế đó, thì sẽ giúp cả đời của một nàng công chúa. Dầu mở cá mập cá voi nè, cha cứ tha hồ mà ép. Còn cái chuyện tớ duyên, đừng ép buồn cha ơi. Thôi, đừng có cãi, không có được đâu. Sở dĩ cha muốn gả con cho đại tướng Tôm là vì nghĩ tới chuyện lâu dài. Bởi cha nay đã mấy triệu tuổi rồi, không biết Ngọc Hoàng cho nghỉ hưu lúc nào đây, cho nên cha mới khen chọn người tài để giúp đỡ cho con trong việc cai quản toàn bộ ngũ đại dương đó chứ. Nhưng ổng lẽ ở dưới này không có ai tài giỏi hơn ổng sao? Ví dụ như Ngũ Long tướng soái chẳng hạn. Ồ, mấy cái ổng tương rồng đó thì chỉ toàn là hạng hữu giọng vô mưu không à. Nhưng cha có giết con cũng cam chịu, chứ con nhất quyết không ơn à. Cầm ngay đồ nghịch nữ. Phụ dương thôi thế là
trong bão sông ba. Ôi hỡi phụ dương sao chẳng xuất thân con lá ngọc cành mà cha đỡ gieo sầu hận quan trai ngang để con trẻ ngủ sầu mà công chúa khóc dữ vậy hả công chúa? Công chúa nói khổ em nghe đi. Tiểu điệp ơi, chuyện gì mà khổ công chúa kể cho em nghe đi. Tiểu điệp, bởi trên dương phủ mới vừa truyền ra ta cho tướng tôn hùng tướng. Sự của công nương mà lòng em vô cùng xúc động. Ai cũng ngờ cuộc sống vàng son giống lộng sẽ được hạnh phúc. Em báo cho công chúa hay một tin này. Chuyện gì vậy tiểu điệp? Tin vui hay tin buồn? Em cũng không hiểu là buồn hay vui nữa. Nhưng mà có điều ngộ lắm công chúa ơi. Hả? Dạ. Vậy kể cho ta nghe đi. Công chúa ơi, có một đêm buồn quá ngủ không được. Khi em mới trồi lên biển đông đỉnh lỗi tung tăng chơi cho thoải mái. Nhưng mà vừa rồi trên mặt nước á, công chúa biết không, em vô cùng sửng sốt bởi trước mắt của em á, em thấy ngập tràn hoa đăng vắng mắt đầy sáng rực cả bầu trời muôn màu vui vàng ai trông thấy là cũng phải mê dài dài trên biển có thật lâu đài thật to và thật lớn á. Tôi lùi rộn ràng nên ở trên bây giờ thật vui mới vừa nghe qua vì thấy lòng thắc mắc vô cùng bởi vì biển sông từ muôn thuở vắng lặng mênh mông chỉ toàn trời nước bạc ngát đêm về tối đen phát khiếp. Đúng không công chúa? Chứ đâu có đuốc đèn, cũng không có cửa nhà của ai. Bởi vậy nên em ngạc nhiên lắm, mới định về rủ công chúa dạo chơi một chuyến cho biết đó nè. Nhưng chị đang sầu đời, thì còn tâm trí đâu mà đi chơi. Buồn hoài cũng vậy thôi à công chúa ơi. Cũng bởi thấy công chúa sầu muộn nên em mới rủ lên đó chơi cho nó khuây khỏa nè. Thôi gác cái chuyện đó lại để tính sau. Bây giờ chị em mình lên đó để tham quan một chuyến chơi cho biết ha. Đi chị, đi ha, đi. Trời ơi, cái gì mà rung chuyển quá trời vậy? Như thế là đông đất vậy. Ôi trời ơi, sập nhà, chạy mau công chúa ơi, chạy mau đi kẻo chết à. Đi lẹ lên công chúa. Trời ơi, khủng khiếp quá. Tiêu Điệp ơi, dạ. Em coi cái gì kìa. Trời ơi, có cái cây gì nó đang quấy kia kìa. Ôi trời, cái gì chẳng rõ cái gì nhưng mà em hiểu ra rồi. Cái này chắc là của mấy người cất nhà trên biển đông mà.
mà em kể lúc nãy tập xuống đây để phá mình chơi đây nè. Đúng rồi. Bây giờ không lẽ chị em mình quanh tay đứng ngó nó sao? Sáp vô, sáp vô, sáp vô ôm chặt, đừng cho nó quấy nữa, sập đổ nhà cửa hết. Phải rồi, để em đếm 1, 2, 3 là chị em mình nhào vô nghe. 1, 2, 3, nhào vô đi. Mệt quá. Đó, thấy chưa? Sủi lơ rồi, nó đâu có còn quấy được nữa. Trời ơi, gặp công chúa thủy thề thì đừng có giỡn mà. Công chúa ơi, công chúa nghe gì không? Dường như họ rút lên đó. À, đúng rồi. Hey, công chúa ơi, mình tối tính quá à. Chỗ nào, nói nghe coi. Lẹ đi. Em nói công chúa nghe, chị em mình định lên đó chơi. Vậy thì sẵn đây mình quá hình hai con cá nhỏ đeo dính cái cây sắt này để họ rút lên cho khỏe khỏi bất công rồi. Phải đó, vậy thì hô biến. Có chuyện gì mà trục trặc gì mấy anh? Không hiểu sao đang ăn ngon trớn bỗng nhiên lưỡi khoan bị kẹt cứng nhắc à. Thật lạ quá, từ trước tới giờ đâu có xảy ra sự cố như bây giờ. Anh em hãy chạy đi thông báo với đồng chí Ma Gia Đốp, kỹ sư trưởng, nhanh lên đi. Kìa, kỹ sư tới kìa. Có chuyện gì vậy Văn Hải? Dạ chào đồng chí Ma Gia Đốp. Báo cáo với đồng chí, không hiểu sao đang vận hành tốt bỗng nhiên mũi khoan bị kẹt cứng như thế này, xin đồng chí cho biết ý kiến. Lạ quá ha, đây là tình huống chưa xảy ra bao giờ. Dạ. Thôi bây giờ ta rút cái mũi khoan kiểm tra xem sao nào. Dạ. Rút lên coi. Rút lên đi anh em. Trời ơi, quá lạ. Lạ quá các bạn ơi. Xem kìa, hai con cá nhỏ màu sắc sực sỡ. Quá đang treo toàn trang với mũi, thấy không? Hai con cá đẹp quá. Có lẽ đây là phần thưởng của Long Dương tặng cho kỹ sư Hoàng Hải đó. Nhưng Hoàng Hải không phải là kẻ tham lam, nên xin được chia bớt cho đồng chí Ma Gia Đốp một em đó. Vậy thì cảm ơn bạn nha. Hoàng Hải ơi, dạ. Hãy nhìn xem hai con cá xinh đẹp tuyệt vời chưa. Vậy là chúng ta mỗi người có một con đem về kiếm cái bể nuôi nó chơi. Đúng rồi đó. Đây, con này là của tớ, còn con kia là của bạn đó. Ngộ quá Hoàng Hải ơi, ngộ quá Hoàng Hải ơi. Cậu có thấy hai con cá đang chớp chớp mắt không đó? Làm như là nó chào mình vậy đó. Thấy không đó? Ôi, hai con cá thấy thương quá à. Vậy mình bắt nhanh đi, kẹo nó chết vì thiếu nước đó. Đừng, xin đừng đụng đánh chúng tôi. Đồng chí Ma Gia Đốp, đồng chí có nghe gì không? Nghe gì, ốc tôi nổi ở trên rồi, trời mập ốc rồi. Hình như là anh ơi, hả? Có tiếng nói Hoàng Hải ơi, liệu chúng ta có nghe lầm không? Nghe có lẽ là nghe kỹ không. Thôi. Các ông nghe rất chính xác. Vậy hãy mở mắt xem đây. Hả? Trời ơi, lạ quá. Lạ gì? Hai con cá đã biến thành hai nàng tiên xinh đẹp. Mà Gia Đốp bạn ơi, chúng ta có nằm mơ hay không? Mà gì tôi không dám dòm nữa nè, tôi rung là cặp không thấy hả? Trời ơi, không biết nữa. Hoàng Hải ơi, này bạn nhéo nhéo mặt tôi, bạn đấm vô mặt tôi. Bạn nhéo nhéo, nhéo thử là đau không? Ai còn đau hả? Đau. Như vậy là chứng tỏ mình không có mơ gì hết trơn á, rồi đang tỉnh chứ không có mộng mị gì hết trơn á. Vậy là các cô nè, các cô là ai? Nó tôi cà lâm rồi thấy không? Đáng lẽ ta phải hỏi các người câu ấy mới phải. Vậy tất cả hãy lăn tay mà nghe cho rành mạch, rồi trả lời cho ta rõ mọi gì trăng đen. Tôi, các người là ai mà rung nhau đến đây để quậy, làm sụp đổ tan quan nhà cửa của người ta. Nè, các ông quá ngang tàn, chẳng có gì nè. Học tuốt xuống biển sâu, rồi
đổ nát tan hoàng cung điện của chúng tôi. Một phải đền mười, đó là cái lẽ tự nhiên. Nên chúng tôi lên trên này để đòi nợ các ông. Nhưng mà cô à, tôi... Vậy phải đền bù. Đền bù thì mọi chuyện mới được yên à. Nhưng mà tôi biết đền sao giờ? Còn nếu mà các người nói ngang à, thì coi chừng thiếu xương mà. Chừng á. Này hai cô bé ơi, hãy bình tâm đừng nên nóng giận. Con gái gì đâu mà giữ thấy ghê à. Đúng vậy. Hai cô bé này đẹp mà dữ quá. Chẳng hay hai cô là ai vậy? Nói nghe coi. Muốn biết ta à? Ừ. Vậy thì hãy nghe đây. Chúng ta là Thủy Tề công chúa. Hả? Cô là công chúa Thủy Tề. Vậy chắc cái cô kia là hoàng hậu á. Ê, đừng có nói bậy nha. Phải không? Nói vậy. Ta là tỳ nữ tiểu điệp có bổn phận theo hầu hạ công nương chứ bộ. Không. Gì? Tôi không tin. Sao không tin? Bà Hải ơi. Hả? Ở gần đây tôi hỏi bạn vậy chứ có cái bệnh viện tâm thần không? Sao tôi nghi ngờ quá. Bệnh viện tâm thần thì cách đây xa lắm. Và lại nếu có gần đây thì những bệnh nhân đâu thể nào đủ sức lội ra đến biển sâu trong tình hình biển động cấp 8, cấp 9 như thế này. Và lại chúng ta vừa chứng kiến là hai cô gái từ hai con cá biến thành kia mà. Đúng rồi. Nhưng mà sao lại lạ lùng quá. Hai chúng ta bị lôi cuốn bởi những ảo giác nhăn. Không có ảo giác hay ảo ảnh gì cả. Mà các ông đang đối diện sự thật 100%. Nghĩa là các ông đang đứng trước một công chúa uy quyền lừng lẫy. Công chúa uy quyền lừng lẫy hả? Chúa. Mà giờ đốp ơi. Trong họ ăn mặc cái mốt gì kỳ quá. Mốt mới nhất ở dưới thiên cung quá. Thì ra các người vẫn không tin đây là sự thật à. Ê, ngu sao tin. Được. Vậy thì để chứng minh ta là một vị công chúa, làm chủ cả một vùng biển xanh thấm thấm. Lấy gì để chứng minh cô là công chúa chứ? Đúng rồi, lấy gì? Bát ngát trùng khơi, một mình ta vùng dậy, quy vô lấy lần khắp thần dân đều vì bà già đốp ơi, cô nói sao nghe giống thiệt quá bà già đốp. Tôi cũng ngọc óc hết lên rồi. Hỡi biển cả mênh mông, hãy nghe lệnh của ta truyền. Chuyện gì truyền đại đi. Từ duyên hải đến nghìn trùng, từ mặt nước cho tới vực sâu, tất cả hãy lắng nghe, hãy sẵn sàng chờ nghe lệnh. Nhân danh công chúa Thủy Tề, ta ra lệnh cho biển lặng sóng im lập tức. Hả? Mà dưới đốt. Bạn có thấy gì không? Thấy rõ qua chứ. Đang sóng to gió lớn bỗng im lặng lạ thường. Ủa sao kỳ vậy cả? Hoàng Hải ơi. Hả? Mình nghĩ đây chắc là người ngoài hành tinh xâm nhập quá. Và những pháp thuật mà mình chưa chứng kiến bao giờ hết. Chẳng qua họ sử dụng những máy móc tối tân, một nền văn minh siêu việt mà họ giấu đâu ở bên trong người họ, phải không? Có lẽ họ đến đây từ một nền văn minh nào đó ở ngoài trái đất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả? Bây giờ vậy, mình ra lệnh cho anh em nghe không? Asojo bắt sống hai cô gái nhốt lại, thông báo về đất liền để cho các viện khoa học trong và ngoài nước đem phương tiện ra, họ nghiên cứu đã, biết đâu sẽ phát hiện được nhiều điều mới mẻ. Thì sự đóng góp của chúng ta quả là không nhỏ đó bạn ơi. Đúng rồi, để tôi ra lệnh. Nè anh em ơi, tất cả chúng ta hãy hợp lực bắt giữ hai cô gái này. Ê, mau lên. Mấy ông này làm cái gì vô duyên vậy? Sao khi công nhảy vào ôm đàn bà con gái người ta vậy? Mấy ông không hiểu cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân sao hả? Hiểu không? Tưởng đâu đàn ông ở trên này văn minh lịch sự, chứ ai ngờ mấy ông đối xử thô bạo với phụ nữ như vậy. Nhưng không có nhầm nhò gì đâu. Tiểu điệp ơi, đừng có thèm chống cự, cứ để thử coi họ làm gì mình cho biết. Ở dưới biển lâu năm bình lặng cũng buồn, nên lâu lâu mình đổi hướng đi tìm cảm giác mạnh chơi. Chúng tôi rất văn minh và lịch sự, nhưng trong trường hợp này thì xin hai cô hãy thông cảm. Đúng rồi. Nào, mời các cô theo chúng tôi. Xin mời. Hmm.
Kìa cô bé, cô chưa ngủ sao? Ở dưới nước mát mẻ quen rồi nên lên đây nóng nực khó ngủ quá. Còn ông, nửa đêm nửa hôm vào đây làm chi vậy? Tôi vào thăm chừng xem cô có ngủ được không. Cảm ơn ông đã có lòng lo lắng. Này cô gái, tôi hãy còn trẻ, xin đừng có biến tôi trở thành là một cụ già bởi cái xưng hô đó. Chứ ông muốn tôi gọi ông bằng gì? Tôi tên là Hoàng Hải, cô cứ gọi tên hoặc là bằng anh cũng được. Vậy thì xin xin anh. Anh cũng đừng có gọi tôi bằng cái tiếng cô khô khốc đó nữa. Xin lỗi. Vậy thì hãy cho phép anh gọi em. Em là em công chúa ha. Ý mà không có được, đâu có ai gọi là em công chúa bao giờ. Gọi như vậy nó ba rọi lắm, nửa nạt nửa mỡ, nửa xưa nửa nay, nghe không có gọn. Hay lại để anh đặt cho em một cái tên thích hợp với cuộc sống xã hội ở đây ha. Ý kiến của anh hay lắm, vì chắc em sẽ ở lại trên này lâu dài để đi chơi cùng khắp nơi cho biết. Vậy anh hãy đặt cho em một cái tên đi. Để anh suy nghĩ coi. Đúng rồi, em là một cô gái đẹp nè, đẹp như là một đóa hoa và đã đến từ biển khơi. Vậy anh đặt cho em một cái tên là Hoa Biển, em chịu không? Hoa Biển. Cái tên nghe hay làm sao á. Vậy em xin cảm ơn anh đã ban cho em một cái tên đẹp. Hoa Biển ơi. Dạ. Hãy nghe anh hỏi nè. Anh hỏi thiệt, có phải em là công chúa Thủy Tề không? Người ta đã nói rồi mà cứ hỏi hoài à. Vậy tin hay không là tùy ở anh. Nếu nghi ngờ người ta không thành thật thì đừng có làm quen nữa. Hoa Biển à, anh tin, anh tin rồi. Đừng có giận hờn như vậy. Em mà buồn thì anh cũng chẳng có vui đâu. Vì em biết sao không, từ lúc mới gặp em, lòng anh đã cảm mến bởi nét yêu kiều ngây thơ duyên dáng. Anh cứ ngỡ mình mộng mị chiêm bao, gặp nàng tiên tuyệt mỹ giang trần, mang tình yêu và hạnh phúc vô biên đến cõi trần trao tặng cho anh, khiến lòng anh say sưa u mộng, mơ kết duyên lành giữa kẻ tục người tiên, để xua tan cuộc sống ưu phiền, cho tháng ngày rộn rã niềm vui, cùng yêu nhau đến tuyệt đỉnh nâng tình, chung thủy đời đời việc nở ba sinh. Nhưng em để nào phải đâu là thiên nữ, mà em chỉ là công chúa ở cái vùng mà đứa. Bởi em chẳng là bà tiên, dẫu cho em có là ai cũng mặc, anh vẫn nghe lòng nặng nợ tơ dương, bởi anh chỉ yêu dòng gian với tâm lòng, chớ chẳng phải vì chuyện hư danh. Qua biển ơi, anh rất chân thành, mong em hiểu lòng dạ của anh. Lời của người ta thốt ra sao nó êm ái làm sao, chẳng khác nào như mật ngọt rót vào tai và du dương như nhạc trỗi. Con trai ở dưới mình đâu có ai ăn nói khéo như vậy đâu, nhất là cái ông đại tướng Tôm Hùm, hãy mở miệng ra thì chỉ toàn là hò hét binh sĩ chiến đấu không à. Vậy mà phụ vương mình nỡ lòng nào ép uổng cho đành đoạn. Ôi, càng nghĩ mình càng buồn biết bao. Qua biển, qua biển. Sao tự nhiên rồi em cúi đầu buồn bã? Anh có làm gì cho em phật ý không? Không, không. Em sao vậy? Nào khác chi cánh chim ngọc sôi.
sáng tuy chung về nhau, hỡi ai hiểu thấu chẳng trở trăng phần này. Lời sầu em vừa phân qua nguồn cơn, dường như lá thu rớt rồi lìa thân, khiến tim mình bồi hồi giọt sầu rung rơi sớ kia niềm. Với đây cùng em Hoàng Hải ơi, làm sao anh có thể hiểu được tâm sự trái ngang của một nàng công chúa. Tuy sống trong điện ngọc cung son kẻ hầu người hạ, nhưng vẫn nghe cô đơn trong trai trong hồn. Thao thức từng đêm bởi mộng ước không tròn, là hoa đẹp ngát hương của vườn thượng uyển, khao khát đợi chờ một cánh bướm mộng hao để hài hòa chung một bài ca, tôn vinh hạnh phúc giữa trời xuân mong ao. Những đất bằng bóng đôi trần phong ba, tiên ước vọng của người mong manh như sương. Sầu vắng đưa thoáng bên tay khiến ta u hoài, lòng xót xa vì niềm đau của ai. Này hỡi em ơi, có khó khăn quan nghiệp, xin em bày tỏ ra ánh sáng lòng sớ chia. Lễ nhỏ đoanh trồng, anh cũng thấy lòng mình xót xa đau đớn, vậy xin được cùng sáng sẻ buồn đau. Bởi phụ hoàng ép uổng tơ duyên, buộc em phải ra nghiệp với người không hợp ý. Quá muộn phiền nên em bỏ trốn, lên trên này cho quay qua niềm riêng. Thì ra em bị ép duyên bỏ trốn. Ôi, anh tội nghiệp em quá. Nhưng mà sáng mai anh đã đổi ca về nhà nghỉ rồi, không còn ở đây với em nữa. Hả? Vậy là ngày mai mình xa nhau rồi sao? Phải, sáng mai Mai Bà sẽ ra đây rước anh về nhà nghỉ nửa tháng. Nửa tháng sau anh mới trở ra đây làm việc. Ôi, anh mới gặp được em. Em buồn quá anh Hoàng Hải ơi. Qua biển. Anh ngỡ em đang về phương trời cũ tìm phúc êm đềm, tìm cơn say đắm từ đó em vào cuộc vui dài lâu. Từ đó em đau phút giây vui mừng, từ đó em yêu giấc hoa thèm thuồng, từ đó em quên sát thân dương trần cuộc vui đầm ấm. Em đến không em, vùng hoa mộng đó còn rất mê đời. Một lần thương núi
rồi sẽ quay về người say của cuối. Rồi dấu yêu xưa vẫn xuân xưa mờ, tình cũng trôi theo sóng xưa đôi bờ. Chỉ có tiếng thu lắng trong hồn chờ người đến trong. Chịu xa anh đâu, em sẽ theo anh cho đến cuối đất cùng trời. Anh chỉ chỗ của anh ở đi, em sẽ tìm đến cho rồi. Anh ở đâu, anh nói cho em nghe đi. Anh ở thành phố Vũng Tàu á. Em biết Vũng Tàu không? Ai mà biết Vũng Tàu là chỗ nào đâu. Tưởng ở biển thì em rành lắm. Từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải với Biển Đen, Biển Đỏ gì thì em cũng rành. Không có hang động hoặc ngõ ngách nào mà em không biết. Chứ còn Vũng Tàu lạ lắm, em mới nghe nói có lần đầu à. Vậy làm sao bây giờ? À, hay là như vậy à, chừng nào mày máy bay á nó chở anh về á thì em và Tiểu Điệp lội theo được không? Nhưng máy bay là cái gì? Máy bay là trời ơi, máy bay là máy bay chứ lại gì. Khi nào em thấy có cái gì bay trên trời á và nhìn thấy anh lấy khăn vẫy làm hiệu thì em lập tức lội theo nghe. Khi vào đến bờ em sẽ thấy có nhiều người tắm biển tung tăng đùa giỡn sóng nước thì em và Tiểu Điệp cứ ngồi đó chờ anh sẽ ra rước. Em hiểu không? Nghĩa là chừng nào em thấy có cái cục gì đó nó bay ở trên trời thì em lội theo phải không? Nhưng mà nhớ lấy khăn vô làm hiệu để không thôi trớt bước rồi nghe. Anh biết rồi. Thôi trời sắp sáng rồi, để anh lén đi mở cửa phòng cho Tiểu Điệp rồi hai người nhảy xuống biển chờ anh mau mau đi nha anh, kẻo lộ hết đó. Anh đi không? Chà, không hiểu ông đại tướng tôm hùm nhà mình ông dẫn binh tôm tướng ca lên nó đánh đâm thế nào mà xem ra tình hình cũng chưa cải thiện gì hết. Nhà cửa cung điện dưới này vẫn còn rung chuyển dữ quá, chứng tỏ tụi này cứ khoan cứ dùi cho nó đâu có ngang đâu nè. Dạ. Dạ muốn tâu bệ hạ tự chiến trận xa xôi thần tạm lưu quân về đây để báo cáo tình hình. Đại tướng tôm hùm đó hả? Có đạt. Sao hồi lúc đi coi rôm rã quá mà xin trở về em ru bà rù không có trong kèn gì hết trơn cái trọi vậy? Bởi vậy điều này chắc bị hạ nắp ao rồi phải không? Đâu đâu kể hết đầu đuôi cho trẫm nghe coi nè. Dạ muốn tâu bệ hạ, lúc đầu thần định cho binh tôm tướng ca nó bắt thần tập kích thẳng vào nhà ở của họ. Nhưng mà khổ nỗi là đến nhà cửa nào đốt lửa tầm lum mà mịt mù hết trơn trọi á, nên thần cho binh sĩ lui ra vì không dám vô vì sợ biến thành đồ nhậu đó. Nên nhớ lời bệ hạ dặn, thần tạm đem binh tôm tướng cá lui về đây tìm kế khác. Hay dạ. Như vậy là khôn hồn đó nghe. Chứ nếu ông nghe lời trẫm mà sáp vô lơ quơ bị biến thành cá tôm nương với rùa răng nguôi hết đó. Dạ. Nhất là thành đó. Dạ sao? Tôm hùm nó kỵ lửa lắm. Dạ. Rồi sao nữa báo cáo tiếp coi nè. Dạ sau đó để bảo đảm chiến thắng mà không phải hao quân nên thần mới ra lệnh cho cá tôm xúm nhau mà quậy. Quậy cho biển đông sóng dậy, nước lũ cuộn dâng cao, trên trời thì là rồng biển thổi lên gió giông ào ào, bốn phương trời mây văng phủ, sấm chớp rền như núi lở bão giông nổi lên tới bờ. Quả thành kế mưu thần diệu, đúng là một viên tư lệnh, mưu trí cực giỏi chẳng có ai hơn, có cái tài điều binh khiển tướng. Bọn kia chắc phải kinh hồn, bởi cửa nhà nó tanh banh hết, nên chẳng còn làm càng làm quấy, xúm nhau mà nó khoan giới dù. Dạ muôn tâu bệ hạ, thần bảo đảm 100% là tụi nó không có dám cà chớn nữa đâu. Thần chỉ đánh một trận này thôi là tụi nó tởn tới già luôn à. Bệ hạ cũng dư biết mà, hạ thần đã từng tốt nghiệp với trường võ bị ở trên Thiên Định mà. Mấy ông tướng cái già trời như Lý Tịnh nè, Dương Tiễn nè, Thái Thượng Lão Quân nè, hồi đó đó mấy ông làm giảng viên kỹ lắm. Toàn là binh thơ chiến lược hiện đại không à. Bây giờ thần dữ lắm.
Nhưng mà Tôm Hùm ơi, dạ, sao trẫm thấy dường như đất đai nó rung chuyển còn nhiều hơn nó đó nghe. Gì kỳ vậy? Sao kỳ vậy hả? À, ê, mẹ Hà ơi, hả chị? Lên lưng hả thằng lẹ lẹ đi. Kéo tụi nó khoan trúng cái gáo dừa là chết à. Lẹ đi mẹ Hà ra khỏi cung điện mẹ Hà ơi. Lẹ. Trời ơi Tôm Hùm ơi. Dạ. Sao tôi nghi nhà ngươi báo cáo lao quá phải vậy không hả? Dạ muốn tâu ơi. Dạ. Gì đây âm ma âm mơ là báo cáo lao rồi phải không? Dạ. Dám xạo với trẫm hả? Dạ. Vậy thì võ đa quân. Dạ khoan muôn tâu bể hạ. Trọng tình bất chân thỉnh nộ. Bởi thần đây đất kỹ pháp. Trường gặt màu bất đẹp. Trong giàu không còn mỹ thuật. Thần hoàng rộng xì. Thần muốn chết sâu. Đừng có một cái đầu. Nếu người muốn đầu nguyên vẹn, đất cùng công chúa xe duyên. Thật lòng báo cáo thẳng ngay. Vừa rồi yên cuộc thắng chua. Bởi vì bảo tô phong ba bồng đầu qua tiên cộng đường phát ra trên nhà giặc. Thiền lĩnh sóng nặng biển im. Nên thành liền thấu trận. Tinh thần quan mang. Xin tâu trình với thiên nhiên. Nhà ngươi nói lạ quá. Vậy sao lạ? Con ta làm sao ở trên nhà bọn trần gian được chứ? Thiệt mà. Thiệt hả? Trời ơi láo trời đánh với thần đi. Thề với ta nữa hả? Không phải, nhưng mà thần tức từng quan cái thần từng nói là. Sao? Vậy thưa bệ hạ, cái thần nghe rõ rằng tiếng của công nương ra lệnh cho biển lặng sóng im. Nên thần mới lui quân vì sợ cải lệnh sẽ mang tội khi quân. Nếu bệ hạ không tin á, thử hỏi công nương thì biết. À được rồi. Trẫm sẽ hỏi lại, nếu mà không có thì đừng trách trẫm nghe không? Quân. Đó. Mau triệu công chúa tới đây lập tức. Cấp báo, cấp báo. Muôn tâu bệ hạ. Hoàng thái giám báo cáo. Không biết công nương và tỳ nữ tiểu điệp đi đâu mấy hôm rồi không thấy về. Công chúa con ta vắng mặt mấy hôm nay à? Sao lạ vậy cả? Vậy là nó ở đâu hả? Dạ muôn tâu bệ hạ. Như vậy là công chúa còn đang ở trên cái nhà của mấy người kia kìa. Dạ. Gì nữa? Trời ơi cái gì nữa đây cha? Là lớn quá làm giật mình à thấy không? Tâu rỗi gì nữa đây? Muôn tâu bệ hạ. Có người của Giang Hà sứ đã báo cáo công chúa đã bị những người trên biển đông bắt cóc. Đó, thấy chưa? Con của ta bị bọn nó bắt cóc à? Trời ơi, phải cứu con ta, phải cứu con ta lập tức. Lại tỉnh lại bệ hạ. Hãy tướng quân Tôm Hùm. Dạ. Hãy gom toàn lực lượng binh tôm tướng cá, gồm cả cua, rùa, rồng, rắn, kình ngư, tiểu ngư gì cũng tổng động viên hết. Theo ta mau đi. Lần này chúng ta sẽ trực tiếp thân chinh nhanh lên. Tướng lên. Tướng lên. Ta thân chinh diệt trừ giặc thù Dương Gian. Dắp cái gan lộng hành bắt Thúy Tề công chúa. Rồi sẽ xem hậu quả. Ta sẽ đem mình rồng cùng binh tôm tướng ca quyết tử chiến phen này. Hỡi ba quân lên đường tiến công nhắm hướng về biển Đông. Tiểu điệp, chị đã dặn em nhiều lần rồi, đừng có kêu như vậy. Ở đây nghe nó kỳ cục lắm. Mình nhập gia thì phải tùy tục chứ em. Nên xưng hô như mọi người ở đây cho thích hợp với hoàn cảnh. Vậy em phải kêu như thế nào đây? Em hãy kêu ta là Qua Biển. Một cái tên rất đẹp mà chàng đã tặng cho ta. Qua Biển. Phải rồi. Vậy từ nay em sẽ gọi chị là Qua Biển nha. Nè chị Qua Biển ơi, không hiểu chị thì sao, chứ riêng em thì em thích sống ở trên này quá à. Bởi không khí ở đây nó ấm áp trong lành, còn khung cảnh thì êm đềm thơ. Bởi đâu đâu cũng toàn là cỏ dại hoa, ngàn xanh thầm ngát hương, muôn sắc muôn màu thắm
và bướm ong nhớ nhớ bên qua trời xanh trong gió đưa mây về phương xa trên cây xoan kia lũ chim liêu lo cả ôi bức tranh đời thật tuyệt vời như gấm thơ sao bỗng nhiên em buồn rười rượi vậy? Không buồn sao được, chị nghĩ coi, cũng cùng là phận gái thuyền quyên nên em cũng thích cái chuyện yêu đương lắm chứ bộ. Bởi vậy cho nên lòng em đã ước ao bao ngày gặp ra khi thấy ta có bạn trai khiến lòng em cũng nôn nao bắt chước à. Thôi đừng buồn nữa, để chị lo vẹn vẽ đôi bề. Chị lo sao? Nè, chàng Mai Gia Đốt nước Nga đẹp trai số nhất đó, chị sẽ làm mai giùm cho em. Chịu không? Chị sẽ mối mai cho em cùng chàng kỹ sư Mai Gia Đốt á hả? Thích quá chừng à. Nhưng mà biết người ta có chịu không? Đừng có lo, chắc ăn như là bắp. Vì chị nghe Hoàng Hải nói lại, anh chàng kia hỏi thăm em luôn hà. Vậy hả chị? Nếu không phải lòng thì người ta đâu có quan tâm kỹ như vậy, phải không em? Nè, mà hôm nay là sinh nhật của Hoàng Hải, chắc thế nào người đẹp của em cũng sẽ tới mà. Kìa, chị qua biển ơi. Em mắc cỡ à. Thôi đi, đừng có làm bộ e lệ sụt sùi cô nương ơi. Tới chừng á, cá mà cắn câu rồi đó nghe, đố ai mà gỡ cho ra. Chị qua biển ơi. Ấy, anh Hoàng Hải về rồi kìa. Làm gì đó hai người đẹp thủy cung? Em và Tiểu Điệp dạo chơi quanh vườn để chờ anh.
không ngờ vườn nhà anh trồng nhiều bông hoa đẹp quá. Em ngắm nhìn cả tháng nay rồi mà cũng chưa chán nữa. Nhưng làm sao sánh bằng những rừng tảo biển mượt xanh cùng những dải san hô lấp lánh dưới biển, phải không em? Ủa, sắp tới giờ sinh nhật của anh, bạn bè người ta tới mà sao chưa thấy anh chuẩn bị thức ăn thức uống gì cả? Em yên chí đi, anh đã mua sẵn mấy phần thức ăn nhanh đây nè. Đó là gà rán hamburger, rất tiện lợi, khỏi phải mất công nấu nướng gì cả. Vậy thì chúng mình vào nhà lo xếp đặt đi anh, bạn bè người ta cũng sắp tới rồi đó. À, đi em. Các bạn, hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của Hoàng Hải. Hoàng Hải rất lấy làm vinh hạnh được các bạn đến chung vui đông đủ như thế này. Trước niềm ưu ái mà các bạn đã dành cho Hoàng Hải, Hoàng Hải không biết nói gì hơn là xin gửi đến các bạn lòng tri ân chân thành và lời chào trân trọng. Và bây giờ Hoàng Hải xin tuyên bố khai mạc buổi tiệc liên hoan. Nào xin mời tất cả các bạn hãy cùng Hoàng Hải nâng ly. Vui quá. Dài nghe. Đề nghị bạn Hoàng Hải giới thiệu hai cô bạn gái mới á, để cho anh em chúng tôi được biết đi đã. Dừng. Vậy xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn, đây là Hoa Biển và đây là Tiểu Điệp, hai cô bạn gái thân mến của tôi. Những đại biểu đến từ biển cả xa xôi. Đẹp quá. Em cũng đề nghị anh Hải giới thiệu cho em và Tiểu Điệp được biết các bạn của anh đi. À, anh xin chiều ý em. Đây là kỹ sư Majadov, một thanh niên người Nga tuổi trẻ và đẹp trai. Chào cô. Lại rất có tài trong lĩnh vực khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Còn tất cả đây là bạn đồng nghiệp của anh. Hoàng Hải ơi, bắt đầu buổi văn nghệ đi. Phải rồi. Bây giờ vậy nha, để mở đầu quá tôi đề nghị vậy nè. Bây giờ Hoàng Hải trình bày trước để tạo cái hưng phấn cho anh em. Được không? Anh em đồng ý không? Đổ tay đi. Được rồi. Để đáp lại lời yêu cầu của bạn, Hoàng Hải xin được trình bày một ca khúc vui. Và bản nhạc này Hoàng Hải xin riêng tặng cho người đẹp Hoa Biển. Có một màu hồng ưng trên đôi má hơn loài hoa, vì màu hồng đó không giống loài hoa và cũng không phải nhòa. Tuổi xuân 16 màu hồng thường hay thắm tươi, nhụy hồng lại thêm ngã thương ngàn đóa hoa hồng. Một bản nhạc rất là có ý nghĩa. Này. Thế còn Majadov, bạn hát tặng cho Tiểu Điệp đi. Đúng rồi Majadov, bắt đầu giờ tới anh đó. Anh phải hát đó. Đừng làm quá tôi khớp nha. Hát đi. Trời ơi la hoài à. Thưa các bạn, để góp vui và cũng vừa mang ý nghĩa món quà văn nghệ mến tặng người đẹp Tiểu Điệp, tôi xin được hân hạnh trình bày một liên khúc, một tình khúc của quê hương mình. Đó là nhạc phẩm nổi tiếng Ca Sư 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 S
Ôi, các anh hát hay quá. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên em mới được thưởng thức những ca khúc hay với chất giọng tuyệt vời như vậy. Nhưng chắc chắn là không thể sánh bằng nền nghệ thuật ở Thủy Cung. Vậy qua biển và Tử Điệp hãy trổ tài để bọn anh được thưởng thức đi. Nhưng mà tụi em quen là vừa múa vừa hát rồi. Như thế càng hay chứ có sao đâu. Vì mình cũng cần thay đổi không khí cho nó hấp dẫn. Đúng rồi đó. Quá biển, hát đi em. Vậy chúng em xin cống hiến một vũ khúc rất nổi tiếng ở Thủy Cung. Đó là vũ khúc mang tên Lời Tỏ Tình Của Tôm Tép. Trời ơi, tôi múa nữa, tôi múa nữa, tôi múa nữa. Sông nhấp nhô nước trong màu xanh thẫm ơi. Dạ? Trong kìa, mây đen sắp rớt đầy trời, dường như là sắp bão to đó. Trời ơi, ghê quá. Anh Hoàng Hải ơi, hay là vậy, ta tạm ngưng cuộc vui lại đi, để cho các bạn mình về ra về cùng ngủ gia đình lo cho phòng chống bão nữa chứ. Đúng rồi, ý kiến của Mai Gia Đốt rất là hợp lý. Vậy các bạn hãy ra về đi, lo cho gia đình nha. Còn riêng tôi còn mồ côi, chưa có gia đình, chưa có tổ ấm, nên ở lại đây phụ giúp với anh Hoàng Hải một tay, anh hiểu không? Thôi, anh em hãy về đi, hẹn gặp lại khi khác nha. Chết rồi chị Hoa Biển ơi, chị có nghe gì không? Tiếng gió thét xé không gian, em nghe dường như có tiếng reo hò của binh tôm tướng cá đó. Đúng rồi Tiểu Điệp ơi, chị nghe cả tiếng của đại tướng Tôn Hùng đang giết đốc thúc ba quân, và dường như là họ đã tìm ra chỗ ở của mình rồi. Nói như vậy thì thế nào đức vua cũng tới đây, trời ơi quá thì làm sao bây giờ đây hả chị? Hoa Biển em, có gì mà em và Tiểu Điệp lại hoảng sợ như vậy? Chết rồi anh ơi, giông bão đầy trời là do phụ dương em kéo sóc cả đại đội hùng binh lên đây để hỏi thăm sức khỏe tụi mình đó. Vậy bây giờ chúng ta chạy trốn mau đi anh. Không, không đi đâu hết. Chuyện nam thanh nữ tú yêu nhau chân chính là hợp lẽ với trời, chúng ta đâu có tội tình gì mà phải chạy trốn. Không được đâu anh ơi, tại anh không biết chứ, phụ dương của em nghiêm khắc lắm, nhất là cái ông đại tướng Tôn Hùng, ông dữ lắm. Ông mà biết được anh với em yêu nhau thì ổng sẽ quậy cho mà thấy đó. Nhưng mà anh không sợ, bởi tình yêu của chúng ta thanh cao, tình yêu của chúng ta dám sống dám chết vì nhau, cho nên để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, anh sẵn sàng đương đầu cùng giông bão. Nhưng anh sức yếu thế cô, em e anh sẽ không chống cự nổi với binh hùng tướng mạnh của cha em đâu. Hoa Biển à, đối với anh giờ đây chỉ còn có hai con đường, một là sống để cùng em nên duyên giai ngẫu, hai là chết để thành hình bóng bất diệt trong trái tim em. Anh Ma Gia Đớp ơi, nguy khốn tới nơi rồi, anh có biết không? Dầu gì người ta cũng là công chúa mà hồn dữ cũng đâu có nỡ ăn thịt con. Chỉ có em là phận tôi rồi nên chắc sẽ không tránh khỏi đầu rơi máu đổ à. Em buồn quá à. Nè, nhất là tội của anh, tôi chi ngày cứ cắt mổ khoan hoài à. Cửa nhà tan hoang nên chúa chưa phải vào ở trong hang. Họ thù anh lắm nên nếu lỡ phen này xa cơ thất thế, chắc anh sẽ ốm đòn thân thể sẽ nát vừa như tương giao. Quý trời đất ơi, nếu vậy thì quý gặp quá rồi à. Tôi vùi với khoan làm dưới biển, nhà cửa phải tan hoang. Nếu mà không trốn để bị bắt hả, là thân ta phải khốn nha.
dậy lên lưng liền để anh cổng tìm đường bốn ba. Mau thoát lên lưng đi, trời gì nữa, trời lên lẹ đi, cổng đi kiểu được tới lẹ lên. Khoan khoan, để em từ giả công chúa nữa chứ. Trời ơi, tình hình đã báo động rồi mà ở đó còn từ giả gì nữa, đỡ chết cả đám bây giờ. Đi em mới lẹ lên. Đi thì đi. Hoàng Hải ơi, hay là mình cùng chạy trốn cho chắc ăn đi anh. Vô ích, vì ta đã đến đây rồi. Đại tướng Tôm Hùm, ông đến đây để làm gì? Kính chào công chúa. Tưởng nàng bị cái lũ người trên đây bắt cóc, nên ta đã đổ không biết bao nhiêu là công lao tìm kiếm và gây phong ba bão tố để trả thù. Nhưng giờ mới biết ra ta hoài phi công thôi. Ai đã quên lầu hoa trường gâm tay nắm trong men tình, làm hồn ta nghe đớn đau vô cùng. Thương nhớ ai đêm ngày lạc ngoài nơi xa, bấy lâu sống dưới lô công chúa ở nơi hoàng cung, khiến ta tuổi hờ ước mơ để dùng giờ đây trên trái tim thấm nồng ngất ngây hồn ta. Trời ơi, ngất ngây hồn ta. Trời ơi, cái mặt tôi đỏ lên, tôi ghen tôi đỏ lên rồi. Trời ơi, nàng xem thường đạo lý lễ nghi, nàng không thể nào đoạt được ước mơ đâu, vì đó chỉ là ảo mộng chạy theo một ý nghĩ phù vơ. Tại sao ai có quyền ngăn cấm ta chứ? Hoàng thượng truyền lệnh cho thần đưa công nương trở về triều nội. Tôi cương quyết không về. Quân khoan, ông không được đối xử thô bạo với một cô gái. Ê, giờ ngươi lại bộ thèm chết lắm hay sao mà can dự vào chuyện riêng của ta đó? Tôi là người yêu của công chúa Thủy Tề. Cái gì? Còn ông là ai mà hung hăng khách dịch, đối xử thô bạo với nữ nhi trông thật khó coi. Nè, ông nên biết rằng đây là xứ sở ngàn năm văn vật, mọi người cư xử với nhau có văn hoa lệ nghi. À, ta hiểu rồi, thì đây chính là tất cả nguyên nhân khiến công chúa vượt bức tường đạo lý gia phong, chạy theo lũ bướm ông với tấm lòng si mê cũng dài, quên lời hẹn ngược trăm năm mà vương phủ đã hứa hôn. Hãy câm mồm, đừng có ồn ào mà mắc tội phí quân. Ta vẫn là công chúa Thủy Tề, còn nhà ngươi chỉ là một bầy trâu. Còn chuyện duyên tình đó là quyền định đoạt của cá nhân. Mọi áp đặt bất công từ ngàn xưa giờ nên xếp lại. Ôi thật không ngờ sống trong một triều đại cổ xưa mà quan niệm của công nương rất hợp gu với thời đại. Mới tên nhảy tên kia, và ngươi đừng lắm một định tờ động đến quyền lợi của ta là ngươi nát thịt tan da. Nhưng ông ở dưới nước, còn tôi sống ở trên bờ, đâu có dính dáng gì tới quyền lợi của nhau. Còn chuyện ân tình là do sự hòa hợp của đôi bên, ông có làm chủ được trái tim của nàng bao giờ đâu mà bảo rằng tôi chiếm đoạt. Ông nên tỏ ra là một người hiểu biết, đừng khuấy động cuộc đời chẳng ích chi. Nhà ngươi không có quyền hành động khi ta chưa ra lệnh. Hãy đợi đấy và xem đấy. Dạ, móc bùa phép gì thấy ghê vậy? Phép mới mà, biết gì đây không? Trời đất, điện thoại di động. Đúng. Ở dưới cũng có thứ này nữa sao? Trời, văn minh đâu phải của riêng ai đâu chú em. Bây giờ đâu cần gì dưới xin giấy tờ làm chi vô đâu lắc, thấy không? Chỉ cần phoanh một cái cú là hoàng thượng sẽ lên ngay thôi à. Quay đây nè, quay nha. Đã quá. Dạ sao? Hoàng thượng dẫn lời rồi. Dạ dạ. Đó, hoàng thượng được dẫn được điện rồi. Người bảo sẽ cởi rồng lên đây ngay lập tức.
khói dông cuồng loạn. Như vậy là phụ vương ta sắp lên tới rồi. Anh Hải ơi, làm sao bây giờ anh? Em hãy bình tĩnh, để đối phó đừng sợ sệt gì cả. Cùng lắm là chúng ta sẽ cùng chết bên nhau cho vẹn chữ chung tình. Hoàng thượng tỷ tỷ tê, trẫm miễn lễ, khanh nơi bình thân. Này Tôm Hùng, dạ, có gì mà điện ta lên gấp vậy? Dạ Múc Tông, thần được tìm ra chỗ ở công chúa và phát hiện ra sự thật, công chúa đã tự nguyện nhập hộ khẩu nhanh này rồi. Bởi vì thần đau khổ nát tan gạch hết mày, rồi hả? Người ta than là nát tan lòng, chứ ai lại nói là nát tan gạch bao giờ? Dạ Tôm đâu có lòng mà chỉ có gạch ở trên đầu à. Mỗi lần gian tương đau khổ lẫn cợt lên ốc, làm như ốc trong hết trơn cái trời. Bệ hạ ơi, khổ thật lắm. Này Tôm Hùng, dạ, không lẽ con ta lại hư đến như vậy sao? Dạ xin mời bệ hạ bước vào nhà rồi bệ hạ sẽ rõ. Bước vô đi. Dạ con xin lại mừng phụ vương. Anh Hải, Hải quỳ xuống chào cha em đi anh. Dạ xin kính chào, kính chào bác. Trời ơi, kêu bằng gì hả em? Nhạc mẫu, quên, nhạc phụ, nhạc phụ. Dạ, xin kính chào nhạc phụ. Nhạc mồ tổ mày chứ nhạc phụ. Dạ. Nó gả con cho mày hồi nào mà kêu tao bằng nhạc phụ mà. Công chúa, nghe tao hỏi, vậy chứ tại sao con bỏ nhà ra đi? Suốt cả mấy tháng nay làm cho phụ vương vật phòng lo sợ, thắt thỏm đêm ngày ngồi đứng không an, những tưởng rằng con đi gặp chuyện nguy nan nên cứ ra vào ngồi đứng thở than, chứ đâu có ngờ con đi sông lang bang. Dạ con cúi xin phụ hoàng bớt cơn nóng giận, mở lượng bao dung tha thứ cho con. Cùng bởi con là đứa tôi mộng mơ, thích bướng thích hoa thích yêu đương tình tư, mà dưới mình nó thì lạnh lẽo giá băng, ngoài tôm cá sông riêu thì chẳng còn có thứ gì. Còn ở đây có muôn màu trác tuyệt, cuộc sống cồn vĩnh nhộn nhịp vô cùng, trời xanh nắng ấm khắp vùng, nhất là con người dễ mến lắm cha ơi. Té ra vì khoái cuộc sống ấm áp đầy sắc màu ở trên này nên con nó lỗi tình phụ tử, quên nghĩa nước non phải không con? Ta biết chẳng có nắng ấm trời xanh hoa thơm cỏ lạ nào giữ bước chân của con cả, mà vật cản là này nè chàng thanh niên này nè, phải vậy không? Dạ muôn tâu đức vua, trai tài gái sắc yêu nhau là lẽ thường tình, kính mong đức vua và thương tình mà kết hợp. Không có được đâu, đừng có mong. Công chúa, dạ, mau thu xếp đi theo cha về biển. Thôi con không về đâu, cha có giết con thì giết đi, về dưới lạnh lẽo lắm. Nín, im, câm. Ta đã nhất quyết chứ có nhiều lời, hãy chọn đôi ngã chia ly hoặc là cái chết. Bệ hạ ơi, sống mà phải xa nhau, kẻ tầng người sao lỡ nợ lỡ duyên, xâm thương cách trở thì thần xin nhận cái chết quan khiên cho vẹn chữ chúng. Tình chưa sống mà chi khi mong không thành, ơi lời than thở như tiếng sầu giáng cô, khi em nghe lòng thấm thiết thương yêu. Nếu phải cùng về miền u hiền cô liêu, em tự nguyện sẽ theo cùng anh chung lối bước. Qua biển ơi, thà chết mà tròn lời hẹn, hơn sống chia ly đôi ngã đôi đường. Phụ vương, phụ vương ơi, những nức nở đau thương của đôi tim đã
trời soi xét cho con cùng nàng vui chữ nợ duyên. Nếu người rẻ thuy che quyên, chúng con sẽ tìm cảnh bình yên nơi suối vàng. Sống mà nghịch cảnh trái ngang, cũng như chức nữ hương lan ở đuôi bờ. Đêm ngày thương nhớ ngẩn ngơ, thà là cùng chết cho rồi buồn. Đó, bệ hạ, cái thằng đó có sai đâu. Công chúa đã lẩm cái thằng này quá rồi. Bây giờ muốn cho công chúa quay về với biển cả, chỉ còn giết chết tên này thôi à. Phải đánh cho tan hết ước mơ thì may ra công chúa mới sắp tỉnh được, bệ hạ. Đúng, nhà người nói đúng. Dạ. Võ Đa Quân, trói tên này lại cho ta. Vô Dương. Hoa Biển ơi, em hãy lao đi dọc lệ, khóc than chi khi định số đã an bài. Nếu kiếp này nghịch cảnh la lai, hẹn kiếp khác vui bền diễn tơ tóc. Hoàng hải ơi, làm sao em có thể ngăn dòng châu lệ khi chứng kiến anh sắp bị hành hình. Nếu muốn cho tên tội đồ kia không trở thành là vật thí sinh, ông nương phải chấp nhận quay về với biển cả. Sao? Còn nếu như cả hai vẫn ngoan cố thì đừng trách sao ta chẳng thương tình. Giáp sĩ quân, hãy nổi lên chiên lệnh hành hình. Hãy suy nghĩ đi kẻo trễ, vì dứt hồi chiên án tử sẽ được thi hành. Trời, Phổ Dương. Ôi tiếng chiên lạnh lướt như bao tình biệt ly, đớn đau vỡ tan tâm hồn. Duyên chúng ta không thành, đời còn nhiều trái ngang sâu đau. Trời mà dòng đời thuở nào gặp nhau. Hoa Biển, anh yêu em. Hoa Biển, Hoàng Hải. Nhìn lần cuối cùng ân tình qua biển, hẹn nhau nơi cứu thuyền, mình cùng nắm tay nhau hát lên những câu chung tình duyên, chúng mình viết nên thành thơ. Yêu nhau đắm say hương nồng, lòng một lòng thủy chung chờ nhau. Nhìn nhau làm sao nói hết nỗi khổ đau, phút giây mình xa nhau. Vui xin phu hoàng ba ngân cùng chớ, cho trọn tình bên nhau. To gan thiệt, quân sĩ đâu? Dạ, hãy trói luôn nghịch tử, ta sẽ giết chết cả hai cho chúng nó được tròn nguyện ước. Tình bệ hạ ơi, thằng sống cô độc đã lâu được bệ hạ hứa gả công nương, chưa kịp vui mừng thì bệ hạ đem nàng ra bập thì con đau khổ lắm. Xin cho con làm giấy tờ bảo lãnh chứ đẹp đẽ gì mà chết uổng lắm bệ hạ. Dạ, bệ hạ ơi, khổ con. Thôi. Dạ, có bảo lãnh bảo kê gì hết á? Sao vậy? Lĩnh là lên. Dạ trời ơi. Võ Đa Quân, chuẩn bị mài búa cho bén nghe. Lấy búa hạng nhất á, búa tài sồi á, để ta ra lệnh một cái là bụp liền nha. Dạ, cuối xin bệ hạ xót thương, thứ tha cho tội của nàng. Dầu con có thua thiệt, con cũng đành lòng được bệ hạ. Ủa, cái gì mà kỳ vậy? Ba hồi xui biểu chém giết cho rồi, bây giờ mở miệng xin xỏ là sao? Dạ, tôm hùm. Dạ, kiểm tra lại điện não xem có bị chạm không. Để coi coi. Coi chừng lên đây là thời tiết khí hậu thay đổi, nó hay mát dây bất tử lắm á. Không có, dây nhợ còn nguyên si chứ đâu có tóc dãy chạy như chỗ nào đâu. Nó còn nguyên à. Còn nguyên sao? Hành động tiền hậu bất nhất như vậy là sao? Dạ biết đâu bệ hạ, nguồn gốc của thần cũng hiền lành chứ đâu có hung dữ bảo tàng gì đâu. Nhưng vì tại quá ghen mới làm vậy đó. Bây giờ hiểu ra thì tình yêu không thể xây dựng bằng bạo lực,
dẫu cho có giết hàng vạn con người cũng chẳng ích lợi gì mà gây thêm tội ác mà thôi. Nên thần xin bệ hạ tha tội và hợp tác lương duyên cho hai người. Còn Phật thần xin rủ áo từ quán kim cái hốc đá do nhỏ nào ngày đêm tu niệm cho cuộc đời vô duyên bạc phận của thần. Ông đại tướng Tôn Hùng là công dân được đào tạo trong một môi trường xã hội đạo đức. Tôi vô cùng cảm động trước những lời lẽ tự bạch của ông. Cho nên nếu đức vua không thương tình tôi thì tôi cũng nguyện mang ơn ông nơi chính suối. Đừng nói đại vậy. Đại tướng Tôn Hùng ơi, đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe những lời lẽ tuyệt vời được thốt ra từ miệng ông. Vậy hả? Ôi, cảm động biết bao nhiêu. Nhưng sao? Nhưng khi hiểu được thì mọi việc đã muộn màng. Trời ơi, xin ông hãy thông cảm cho tôi. Công chúa, công chúa. Yểm lụy, yểm lụy Tôn Hùng ơi, cái mặt khanh khóc trông thảm hại lắm. Dạ. Để thủng thỉnh rồi ta tin cho. Dạ. Bây giờ để giải quyết số phận hai đứa này trước. Quân sĩ đâu? Bây giờ mở trói mau. Mở thùng với công chúa và chàng trai kia hãy đứng dậy. Dạ. Công chúa con. Dạ. Nãy giờ ta giả bộ hò hét chẳng qua là để thử lòng các con đó thôi. Thật ta không ngờ người trên dương trần lại có tấm lòng nhân ái thủy chung như vậy. Nên cha bằng lòng tác hợp lương duyên cho cả hai. Công chúa con. Dạ. Cha thấy con nhận nơi đây làm quê hương cũng tốt đó. Dạ. Chúng con xin đội ơn phụ dương. Dạ còn phần hạ thần sẵn đây, hạ thần xin rủ áo từ quan luôn. Đây trang phục mũ mãn cân đai áo mão quân hàm quân hiệu quy chương gì cũng giấu gì trả lại bệ hạ hết. Còn con sẽ đi tu mà. Ý bậy. Sao vậy? Tu chi cho uổng phí đời trai. Theo bệ hạ, tu thì phải có căn. Từ xưa giờ chỉ nghe có người tu, sống tu, rồng tu, cọp tu, rắn tu, rùa tu, cá tu, khỉ tu. Chứ tôm mà có cắn giết ai bao giờ đâu mà đi tu. Dạ phải không? Sợ không có truyền thống tu thì khó thành đó. Tôm mà. Dạ. Khanh đừng lo, ở dưới trẫm còn mấy trăm công chúa chưa có chồng. Về dưới đi rồi tha hồ cho khanh lựa chọn, mua đứa nào trẫm gả đứa đó cho. Ê, vậy là số thần còn hên quá. Ê, ủa, cái gì? Cái gì mà nhúng nhau lộn xộn vậy cả? Dạ quốc ta bệ hạ, lực lượng an ninh của ta đã truy nã và bắt được cung nữ Tiểu Điệp cùng với tình nhân của cô ta. Thế à, giải vào đây lập tức người ta giải quyết luôn cho tụi nó đi chung một xuồng. Dạ. Trâm lại bệ hạ, gần lại bệ hạ, xin người mở lượng biển trời ta thứ tội. Là... đầu dây bối nhở là đây à, trăm sự cũng tại con nhỏ này rủ ren đó. Dạ muôn tao rất vừa. Ở bên xứ của tôi á, trai gái đến tuổi thành hôn, yêu nhau chân chính đàng hoàng thì không có quyền bắt trói như vậy đâu. À dạ muôn tâu à. Trời ơi ma già đó ơi, bộ muốn bay đầu sao? Quỳ xuống năn nỉ đi, năn nỉ bằng tiếng Nga, không chừng nghe nó mùi mẫn cảm động hơn tiếng Việt. Nói đi anh, nói đi, nhẹ lên, nói đi. Dạ. Mệt quá, tim đập rồi nè, hồi hộp quá. Nói cái gì nghe toàn là nhóp nếp lóp bóp bóp, né gần chết luôn. Không hiểu cái gì hết vậy. Nói gì vậy Tiểu Điệp? Dạ muôn tâu bệ hạ, ảnh là người Nga nên sử dụng tiếng mẹ đẻ của ảnh đó bệ hạ. Tiếng mẹ đẻ hả? Dạ. Vậy tạm giam hai đứa tụi bay lại chờ giải quyết sao? Bởi trẫm không có đem thông ngôn theo nên không có hiểu mô tê ấm giáp gì đâu mà phân xử á. Dạ. Ra cúi đầu xin đức vua thương tình dạ, tha tội. Dạ. Chứ đợi chừng kiếm được thông ngôn chắc cá nó rỉa con chỉ còn xương không quá. Nên xin chuyển hệ mau hả? Dạ. Dạ tại đài kia tần số yếu quá nên phát không được. Chứ không phải là sợ chết hả? Dạ. Thôi thấy không lóc tiếng tay nghe cũng tội nghiệp nên chẳng tha luôn đó. Dạ trời ơi bệ hạ, bây giờ tất cả lắng nghe ta nói là một vị vua anh minh nên ta vô cùng cảm động trước việc thần dân của ta và những người ở trên này cư xử với nhau có nghĩa có tình, hợp với truyền thống đạo đức, thuận với lẽ trời. Cho nên nay ta vui lòng chấp thuận tác hợp với công chúa con ta và chàng trai Hoàng Hải được nên duyên chồng vợ. Đồng thời ta cũng hứa gả cho đại tướng Tôn Hùng một công chúa nào đó trong đám con của ta mà khanh thích. Còn phần Tiểu Điệp và chàng trai trẻ châu Âu kia, đợi mai mốt rủ rảnh ta qua Nga rồi sẽ tính. Chúng con muôn vàng đội ơn đức vua anh minh. Này Hoàng Hải, con hãy trao đổi với gia đình cùng cơ quan, rồi hẹn ngày ta lên để ký hợp đồng kết nghĩa xuôi gia nha. Cứ viết thơ bỏ xuống biển là ta sẽ nhận được. Thôi đại tướng Tôn Hùng,
qua biển với tiểu điệp, hãy mau theo ta xuống nước. Rồi, vậy là trở về xứ lạnh nữa rồi, trời ơi. Qua biển em. Hoàng Hải. Sắp tới giờ hạn rồi mà sao em luôn không thấy động tĩnh gì hết trơn hay là à, Hoàng Hải ơi, Hoàng Hải. Hả? Đúng theo lời dặn dò của Long Dương á, mình đã liền bức thơ xuống biển, nhưng không rõ ở dưới có nhận được hay không nữa, hay là nó đã nằm trong bụng cá rồi. Ôi, tự nhiên biển động mạnh quá, chắc ở dưới sắp lên tới rồi đó. Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị đâu vào đó hết rồi các bạn ơi. Nhất là cái bộ phận lễ tân nha, hãy sẵn sàng nha, để đón khách đàng hoàng nha. Dạ, chào ngài đại tướng tôn. Dạ xin chào các ngài, tôi dân lệnh hoàng thượng dẫn một đội quân đặc nhiệm lên trước để bảo vệ an ninh. Alo, quân sư đó hả? Báo cáo quân sư việc bố trí an ninh đã xong. Quân sư hãy hướng dẫn hoàng thượng, công chúa và khách quan lên tới trên này dự lễ. À, xin báo cáo các ngài, phái đoàn chúng tôi sắp tới. Kính chào hoàng thượng. Dạ, tôi được tổng cục dầu khí ủy nhiệm làm đại diện cơ quan tại lễ ký kết này. Xin trân trọng đón bệ hạ và phái đoàn thủy cung. Với lòng tôn kính vô vàn, con xin lại mừng nhạc phụ. Nhạc phụ miễn lễ, con hãy bình thân. Xin rước hoàng thượng vào lễ đài. Được rồi. Dạ, kính thưa Long Dương, kính thưa Hà Bá, kính thưa quý vị tướng ca dơ quan tôn, kính thưa quý ông quý bà hoàng thân quốc tích cùng thân hào nhân sĩ ở dưới nước. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón tiếp quý vị nơi đây để cùng dự lễ ký kết hợp đồng kết nghĩa xu gia. Vậy thay mặt cho ngành dầu khí, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng nâng ly để chúc mừng cho tình hữu hảo giữa trên bờ và dưới nước. Xin kính mời. Vỗ tay đi thầy. Nước này là nước gì mà uống nghe đã quá. Ở dưới quanh năm uống toàn nước biển mặn chát, chứ đâu có ngon lành hấp dẫn như vậy đâu ha. Dạ thưa nhạc gia, đó là bia lon bang ba. Vậy sao? Dạ. Ồ, phải chi ở dưới mỗi bữa có phải làm vài lon cho nó đã. Làm lon nữa đi bây hả? Đó, làm lon nữa đi bây hả? Ba ừ. Dạ, nếu mà bây hả thích là chúng tôi xin gửi tặng ngày mới xuống dưới uống chơi. Ôi trời ơi, được vậy thì quý lắm. Chừng nào muốn tặng cứ việc giác liện đại xuống biển cho trăm ngàn. Dạ thưa nhạc gia, liện như vậy lỡ trôi mất hết làm sao nhạc gia? Đừng lo, ở dưới trăm có tổ chức một đội bốc xếp đàng hoàng. Cứ liện đại xuống rồi tụi nó sẽ nhận và xếp vào kho an toàn, không có mất đâu, đừng có sợ. Ui, còn cái món này món gì mà ngon quá vậy ha? Dạ, món đó là món cà ri tôm. Cà ri tôm. Dạ.
Ồ, cái tên nghe vui tai mà lại ngon hết sảy ha. Dạ. Nè nè nè, đại tướng Tôn Hùng, anh có thấy cái vợ của mình không? Ở dưới tôm ca thiếu gì mà mấy đứa đầu bếp nó không biết chế biến gì hết á. Quanh năm hết luộc rồi tới nướng, rồi hết nướng rồi tới luộc. Ăn riết ngang cũng chết chứ đâu có biết làm như người ta vậy nè. Mấy ông ơi. Dạ. Nếu có thể hôm nào mấy ông biệt phái xuống vài chuyên gia nấu ăn để mở lớp dạy dùm cái đám tổng khẩu ở dưới ha. Dạ, chúng tôi rất sẵn sàng giúp bệ hạ. Nè nè nè, có gửi nhớ lựa những người mạnh khỏe, đừng có bị ho bị suyễn nghe không. Ở dưới lạnh lắm á, nó cứ lên cơn khò khè hoài, không có làm ăn gì được đâu. Đừng bệ hạ ơi, bệ hạ là mở lớp dạy nấu nướng thì dòng họ con bị diệt vong hết. Bởi thần dân ở dưới thấy ăn ngon miệng á, họ rủ nhau bắt cái đám con cháu của hạ thần. Tội nghiệp con lắm bệ hạ ơi, tội nghiệp tụi nó lắm mà. Đừng có lo, đừng có lo, trẫm sẽ có kế hoạch điều tiết không để xảy ra tình trạng lạm sát dẫn tới diệt vong đâu. Dạ, để cho buổi tiệc thêm phần long trọng hào hứng, dạ chúng tôi đề nghị cô dâu chú rể gác tặng mọi người một bản nhạc vui. Dạ. Dạ, kính thưa phụ vương, kính thưa các quan khách, kính thưa các bạn, để đáp lại yêu cầu, tôi và Qua Biển sẽ song ca bài Mùa Xuân Trên Những Giếng Dầu. Quang ơi, hay lắm, mày hay lắm nè. Mùa xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu, mùa xuân đến làm đẹp lời ta, mùa xuân đến làm đẹp lòng ta, mùa xuân đến làm đẹp lòng ta. Kính thưa quý vị, bây giờ tới phần đáp từ của Long Dương, xin mời bệ hạ. Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô và quý cậu, từ một xứ sở xa xôi lạnh lẽo, trẫm vô cùng vinh hạnh được đến đây kết nghĩa xuôi gia để tạo nên của cải và hạnh phúc cho hai nhà. Trẫm xin long trọng cam kết là sẽ giúp đỡ cho ngành dầu khí Việt Nam có một tương lai huy hoàng rực rỡ, chừng đó quý vị tha hồ và khai thác. Trước khi dẫn phái đoàn trở về biển cả, trẫm xin cảm ơn về sự tiếp đón ân cần, và cũng xin nhắc nhở quý vị đừng quên cái vũ tặng bia lon nghe, quăng đại xuống biển nghe. Xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng. Tất cả binh tôn tướng ca theo ta về biển. Nhạc phụ, nhạc phụ. Hả? Alo. À, mẹ đó hả? Mẹ ơi, mẹ thường nhắc nhở con về việc lập gia đình để mẹ có cháu ẵm bồng, nên con xin báo cho mẹ một tin vui là con đã chọn được cho mẹ một nàng dâu ngoan rồi đó. Hả? Mẹ hỏi ai hả? Đó là công chúa Thủy Tề, mẹ chịu không? Mẹ ngạc nhiên lắm hả? Ôi, con vừa trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp mà khi thức dậy con còn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ đó mẹ à. Thôi, câu chuyện dài lắm, để hôm nào về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe ha. Mùa xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu, mùa xuân đến làm đẹp lời ta, mùa xuân đến làm đẹp lòng ta, mùa xuân đến lòng ta.